Hộp sữa này bao nhiêu ạ? 20 cành. Trời ơi, ủa sao cổng trường mình dạo này tăng giá dữ vậy? Cái này ở nhà có 10.000 mà đây bán 20.000. Hàng chú xịn. Xịn gì chú? Chú lại lừa con đúng không? Chú thấy con là trẻ con nên chú bắt nạt đúng không? Không bao giờ lừa luôn. Này nhá, chú mà bắt nạt con báo chú bảo vệ nhá, không cho chú bán hàng ở đây đâu. Nhà con mua ở siêu thị cái này chỉ có 10.000 thôi, chú có bán không? Để xong ăn cơm đi. Đây mà là cơm á em. Hả? Bình thường mẹ mà không mua thức ăn nhá, mẹ cũng đưa tiền cho em để mua thức ăn. Trời ơi, em cho chị ăn lạc, ăn rau thế này thì ăn làm sao được mà ăn cơm. Đây mà là cơm à? Chị không biết mẹ có lỗi à? Chị có lỗi gì? Mẹ đưa tiền cho em đi chợ, em lại còn hỏi chị có lỗi gì? Chị chẳng lỗi gì cả. Hôm nay mẹ đi về mua hai chị em mình nha, đi chợ mua cơm cho mẹ. Không, mẹ sao mẹ cứ liên hệ về muộn nữa nhỉ? Chị không nấu cơm đâu. Chị mà nấu cơm á, chị sẽ đen hết da của chị đấy. Em tự đi mà nấu đi, chưa đi chợ đâu. Chị nhớ. Làm sao? Nhá. Em đi học. Chị ạ, nhớ phải đợi em ở cổng trường. Chị không đợi đâu, đi học xong chị về trước ấy. Chị đứng ở cổng trường trời nắng như này á, chị đen hết da chị ạ. Không được không? Thêm vào lớp đi. Mẹ này có tiền. Ý mẹ dạ cho nó tiền. Này này này, từ từ đứng chị bảo. Quần bẩn này. Chị phủi quần cho thôi, vào lớp đi. Nhanh em, chị nói trước là chị không đợi đâu nha. Nhớ đợi em nha. Không đợi. Ủa, làm sao nó lấy đâu ra nắm tiền thế nhở? Mẹ cho nó tiền không cho mình rồi. Kệ, tiền có, mình sẽ đi mua đồ ăn đã. Sao mát chuyện ăn sao của mình chưa ra nhỉ? Chống ở đây à, 5-10 phút rồi. Anh ơi, cho em hỏi là chị của em ra trường chưa ạ? Ồ, anh thấy chị massage của em về từ lâu rồi cơ mà. Biết ngay em ạ. Không đợi mình. Thôi rồi, tờ tiền thì không có. Mua cái gì mà ăn bây giờ? Đấy là tiền mẹ cho để đi chợ mà. Thôi, tạm về nhà. Răng lạc, rồi gặp rau ăn cũng được. Đúng rồi, mình là dễ mà. Chị ra xa, khó sờ vào riêng nhỉ. À đúng rồi, hay là chị lại lấy tiền của mình ra mua đồ ăn rồi. Bây giờ tiền của mẹ để mình đi mua đồ ăn trưa mà. Con chào chú. Chú chào cháu. Hôm nay đi đâu mà nên quanh đi ra hàng của chú thế hả? Ý, hôm nay con có tiền mà, nên con sẽ mua hết quán của chú luôn. Kinh, hôm nay có tiền nữa. Tiền đâu ra đấy? Tiền mẹ con cho, bởi vì con ngoan mà, lại còn học giỏi nữa, xinh gái thế này cơ mà. Kịch toán 20.000 cơ. Chú ơi, có này bao tiền hả? 50.000. Con thu đủ tiền không? Thôi, cái này con để lần sau con mua. Đây của chú, cái đấy 20.000. Chú bán đây hôm trước con mua có 10.000, hôm nay 20.000. Hôm nay tăng giá rồi, mới tăng giá xong. Hộp sữa này bao nhiêu ạ? 20 cành. Trời ơi, ủa sao cổng trường mình dạo này tăng giá dữ vậy? Cái này ở nhà có 10.000 mà đây bán 20.000. Hàng chú xịn. Xịn gì chú? Chú lại lừa con đúng không? Chú thấy con là trẻ con nên chú bắt nạt đúng không? Không bao giờ lừa luôn. Này nhá, chú mà bắt nạt con báo chú bảo vệ nhá, không cho chú bán hàng ở đây đâu. Nhà con mua ở siêu thị cái này chỉ có 10.000 thôi, chú có bán không? 10.000 á? Chú thấy con á, không có mẹ con đi cùng nên bán đắt cho con đúng không? Thôi được rồi, khách quen, 10.000. Trời ơi, con biết thừa rồi nhá, con đi siêu thị với mẹ con suốt ngày ấy. Chú ơi, đừng có mà thấy trẻ con mà bắt nạt nhá, như thế là không tốt đâu. Thôi được rồi. Con báo chú công an ở đằng kia đấy. Rồi. Ui, để mua cái thêm gì đi, có 20.000 mua hai đồ đi. Ê, xúc xích này có 10.000 thôi, trong siêu cái gì cũng có 10.000 thôi. Hai cái này là 20.000. Xúc xích 20.000. Con học lớp 1 nhưng con biết thừa giá nhá, chú đừng có bắt nạt con. Ê, con này nó thông minh đấy, nó còn biết cộng rồi. Chứ không ạ, mẹ con dặn rồi, con biết thừa rồi. Thôi được rồi, hai cái đấy, hai đồ đấy, 20.000 hộp sữa. Không phải là được rồi, mà là đúng 20.000 rồi. Thôi được đấy, còn ghế gớm. Cái gớm gì? Nhá, con nhìn chú là mới bán ở đây nên là chú bắt lạt đi gì? Tí con báo công an cho chú không bán hàng ở đây được nữa.
bán hàng à? Thấy trẻ con không đi với người lớn là lừa. Lừa làm sao được mình. Xúc xích ngon quá. Mình sẽ ăn xong rồi mới vào lớp. Yeah. Con nhà ai ghê gớm quá. Có 20.000 giờ phải đi hệ. Mình vẫn còn một cái xúc xích nữa. Mới uống hộp sữa thôi bởi vì tiếc quá. Thơm quá. Cái xúc xích của mình. Mà cha. Sao em? Sao bây giờ mới đi học về? Em đã bảo chị á. Đợi em mà sao chị? Chị đã bảo em rồi, chị không đợi đâu. Trời thì nắng như thế, chị đứng ngoài đợi à? Đen hết da của chị à? Nên chị bảo rồi mà, chị không đợi đâu, chị về nhà. Về nhà ngồi dưới tán cây này mát hơn. Bây giờ nhá. Bây giờ chị đi, hái rau cho em. Hái rau gì? Chị không hái rau đâu, hái rau sẽ làm hỏng em móng tay của chị à? Em đi làm một chị đi, lần sau rồi chị lại nhá. Con giọng của em gái của chị xinh lắm, đi nấu cơm cho chị nhá. Lười biếng. Lười biếng cái gì? Đấy mẹ, có cho em tiền, có cho chị tiền đâu. May mà hôm nay chị nhìn thấy ấy, không thì làm gì chị có xúc xích để mà ăn. Mình sẽ phải ăn rau mới được. Xin lỗi em trước nhá. Nhưng mà vì nó ngon quá thì không thể chia được. Ngon quá đấy. Ngon thật. Xúc xích nữa nhá. Thơm thế, mình được cơm với ngon quá à. Gì thế? Cơm không? Cơm à? Em đã nấu xong rồi à? Thấy chưa, chị đã bảo rồi mà, em rất là khéo, nấu rất là nhanh mà. Nhanh lên, ra kia ăn đi. Để hai chị em mình còn ra đi học. Ăn cơm thì ăn cơm, em đi trước đi rồi chị đi. Thấy chưa, em nấu cái ù một cái là xong. Hai chị đẹp như thế này mà bắt chị đi nấu ăn thì làm sao mà được nhỉ? Chị sinh ra là không phải để nấu ăn. Em sao ăn cơm đi. Đây mà là cơm á em. Hả? Bình thường mẹ mà không mua thức ăn nhá, mẹ cũng đưa tiền cho em để em mua thức ăn. Trời ơi, em cho chị ăn lạc. Ăn rau thế này thì ăn làm sao được. Mà ăn cơm. Đây mà là cơm à? Chị ơi chị không biết mình có lỗi à? Chị có lỗi gì? Mẹ đưa tiền cho em đi chợ, em mà còn hỏi chị có lỗi gì? Chị chẳng có lỗi gì cả. Chị có biết không? Mẹ đưa tiền để đi mua đồ ăn, ăn chia cho hai chị em ấy. Chị xin lỗi nhá. Chị gửi tiền đấy là mẹ cho riêng em, mẹ không cho chị, nên là chị lỡ đi mua đồ ăn với xúc xích rồi. Chị xin lỗi, chị sai rồi. Thôi được rồi chị ạ, ăn như này cũng ngon mà. Lạc em đang giòn lắm. Rau giờ mình cũng sạch nữa. Về mẹ mua thịt ra chị em mình cùng ăn thịt. Chị cảm ơn em nhá, em đừng giận chị nhá. Lần sau chị không làm thế nữa đâu nhá. Này lần sau nấu cơm nhá, chị sẽ đi vặt rau cho em nhé. Ừ. Này, bữa này chị xới cơm cho em. Ôi, em đúng là một đứa em tốt nhất của chị luôn. Chị chưa có một người em nào tốt như chị đâu đây. Nhưng mà chị xin lỗi, bởi vì chị cứ nghĩ là mẹ chỉ thương em thôi, mẹ chỉ cho tiền em thôi, mẹ không đưa tiền để chị đi chợ, bởi vì là mẹ cũng biết là chị ham ăn ham chơi. Ôi, ăn cơm đi, ăn nhanh lên rồi hai chị em đi học. Tối hôm nay đi học về nhớ đợi chị về cùng nhé. Ôi, cơm em nấu dẻo thế. Ăn thử lạc xong có giòn không hả? Như em nói hả? Lạc giòn nhá. Tôi xin kéo tay quá. Ăn rau. Ừ. Chị gấp cho, để chị gấp cho. Hôm nay ăn xong để chị rửa bát cho nhá. Ăn này, em nấu cơm rồi chị rửa bát. Ngon quá, ngon quá. Ngon không? Ngon nhở? Chị xin lỗi bởi vì hôm nay chị về, chị không đợi em. Chị cứ nghĩ là em, chị nói thế rồi em không đợi ăn rồi em dọn, chị thấy là chị sẽ không làm như thế nữa. Chị sẽ đợi hai chị em mình cùng về, hai chị em mình cùng nấu cơm, ăn xong hai chị em mình cùng rửa bát xong chúng mình lại cùng đi học nhá. Ngon nhỉ. Tối nay mẹ mà mua thịt về chị sẽ nhường cho em ăn hết, chị không ăn nữa nhá. Em chỉ cả nhai thịt ăn chứ. Bởi vì em bị trắng rồi. Thôi ăn nhanh, ăn nhanh, anh em mình cùng đi học đi em đi, không muộn rồi đấy. Hôm nay nấu cơm lâu quá. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình.